Và tới thận con tao á, tao hèn tao không nhận á, rồi sao? Mẹ tao là người nhận thật, tao muốn nhận gì tao nhận, quyền của tao. Rồi mày làm gì tao? Con dám làm gì ba hết? Sao làm lại ba? Ba chỉ quan tâm đến mong muốn của ba. Ba không bao giờ ba quan tâm tới cảm xúc của những người ở đây. Sao vậy ba? Sao lúc nào cũng muốn là dành hy sinh hết vậy? Lâu lâu á, thử hỏi người ta thử coi là người ta có nhu cầu hy sinh hay không. Tôi đã nói với ba rồi, mỗi người một cuộc sống, mà ngày này xong, bớt sống giùm cuộc đời người ta lại. Thằng con mình nó hư, chửi nó. Thằng con mình mất dạy, tán trong mặt nó. Còn thằng con mình có con, ok, để nó nuôi, để đời dạy cho nó một bài học. Ơi, thằng con của ba nó cho thận ba, mà tại sao ba phải sợ nó chết? Mà ba không sợ là ba chết, hả ba?